quan đang xem hình ảnh của trang trại chim cú gáy của đồng chí Thao tại Ba Vì. Đây là một cái khu vực biệt lập mình phát triển trang trại chim cú gáy. Mà các bạn thấy là một cái nhà lưới rộng khoảng 300 mét vuông. Được khánh thành và được hình thành. Hiện là đang ngồi ở trên bọc. Mà bạn thấy những đôi chim này tự bắt cặp với nhau như nương. Rất là tình cảm, rất là tình cũ luôn. Rất đẹp. Đây là cả một cái tâm huyết sau nhiều năm gây dựng thương hiệu chim cú gáy hay, và đồng chí Thao đã cung cấp ra hàng vạn chú chim cú gáy giống các bạn nhé. Đâu đó các bạn nhìn thấy rất là nhiều chim thả trong cái lồng Navi này, rất nhiều luôn. Xa xa rất nhiều luôn. Đấy, ở dưới đất này. Mình nuôi Avi. Để một chút ngắm mía cho nó đẹp. Các bác đã biết đến kênh Chim Cú Gáy Hay thì các bạn biết đến đồng chí Thao, một trong những người rất là yêu thích giống chim cú gáy và gây dựng giống chim cú gáy mang ống phấn hồng, bộ đẹp, âm đẹp để phục vụ anh em trong giới đam mê chim cu. Kênh của mình thì cũng có khoảng trên 30.000 lượt đăng ký trên YouTube và trên 5.000 bạn bè trên Facebook. Thì quý vị các bạn có thể thấy là hàng ngày kênh của mình luôn luôn ship chim cu gáy, con giống đa điểu và bọ ú. Thì ở đây thì mình cũng thuận tiện là thiên nhiên rất là ưu đãi, quy rất là rộng, mình làm cái chòi các chim luôn này.
các bạn mong muốn đặt con giống đa điểu và chim cú gáy giống và bọ ú đấy. Một số những cái sản phẩm nông nghiệp tại Ba Vì chúng tôi hãy liên hệ đến đồng chí Thao, số điện thoại là 033 5305982. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bến nước lời ru của bầm.
Vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như okay, chim đa đa, chim cô gái, chim chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chia sẻ chúng tôi với cung các bạn những sản phẩm khắc, từ quê hương rất là hiếm có, khó tìm. Chỉ có đam mê, chỉ có tâm huyết thì mới có những cái cảm giác như này để cho các bạn tìm kiếm chim cô gái hay trên xem và chia sẻ. Đấy, mình nuôi như này nó nuôi bán hoang dã các bạn ạ. Không chỉ chim nó phải có nắng có gió, nó phải tự nhiên bảo vệ uy tín, sự trọng nó mới khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Mình để những cái viên đá ong ở đây là nó sẽ tự ăn, nó sẽ tự ăn các bạn nhé. Những viên đá ong nó sẽ tự ăn lúa nước này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nếu thấy hay, độc đáo, bổ ích hãy đăng ký kênh và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân của mình.